Hoài Sa xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Truyền hình Việt TV và Radio. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Công nghệ và đời sống của chúng tôi. Thưa quý vị, và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị một topic rất là hữu ích trong đời sống hàng ngày. Đó là đối với quý vị nào đang xài những cái phone, đặc biệt là những cái smartphone ngày hôm nay đó, thì trong một thời gian dài quý vị xài thì càng ngày quý vị sẽ có rất là nhiều tập tin, những dữ liệu, những hình ảnh trong phone để mà nó làm cho cái phone của chúng ta sẽ rất là chật và cũng như là hết đi cái dung lượng của phone. Vì vậy mà đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ có những cái chia sẻ, những cách giúp cho quý vị dọn dẹp bớt những làm thế nào cho cái phone của mình có thể có thêm những cái khoảng trống để mà chứa thêm những tập tin mới, những hình ảnh và những cái cũng như là những cái file mới vào cái máy của mình. Và đến với chương trình thì lần đầu tiên Hoài Sa xin được gửi lời chào đến kỹ sư Minh Tú, người sẽ giúp cho quý vị dọn dẹp cái phone của mình ngày hôm nay. Hoài Sa xin được gửi lời chào đến anh Minh Tú ạ. Dạ vâng, Minh Tú xin chào đến Hoài Sa cũng như gửi lời chào đến quý khán thính giả của Đài Việt TV. Dạ vâng, thì cũng như Hoài Sa cũng đã giới thiệu đầu chương trình, phone đó mình xài qua ngày này tháng nọ thì nó sẽ dần dần nó đầy lên. Đúng rồi. Không, và một trong những cái lý do khiến cho phone đầy lên thì anh Minh Tú đó là cái gì ngoài việc mà mình chụp hình quá nhiều thưa anh? Đúng rồi. Giống như Hoài Sa nói đó quý vị, ngoài cái việc chụp hình quay video thì những cái thông tin, thí dụ như chúng ta download những cái ứng dụng, rồi chúng ta nhắn tin với nhau, ở trong tin nhắn không, bây giờ không chỉ giới hạn với chữ không nữa, mà là nó có hình ảnh video luôn, phải không quý vị? Quý vị gửi tin nhắn, những cái hình ảnh video đó nó cũng sử dụng cái dung lượng bộ nhớ ở trong cái phone của chúng ta. Và cái nữa đó là tất cả những cái thông tin từ trang web, như ví dụ như là website, nó đưa xuống những cái hình ảnh, những cái thông tin từ trang web, nó cũng giữ ở trong cái bộ nhớ trong cái phone của chúng ta. Chưa nói đến tất cả một số những cái chương trình khác nữa, thí dụ như một số những cái chương trình mà chúng ta coi YouTube nè. Dạ vâng. Nó có những cái tập tin tạm nó download xuống và nó nằm ở trên đó, hoặc là một số quý vị muốn giữ lại những cái bộ phim nó cũng save ở trong đó, vân vân. Thành ra cái dung lượng nó khá quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Dạ vâng. Và không biết là nếu mà một cái email của mình đó nhận được quá nhiều cái hộp thư đến gọi là inbox á, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc mà bị đầy cái phone của mình không thưa anh? Ngoại trừ chúng ta không cho nó download mấy cái attachment thôi. Dạ nhưng vâng. Mà đa số những cái email nó đều có một cái phần nó gọi là temporary folder đó. Cái nghĩa là khi mà quý vị nhận được những cái email và nó download xuống cái computer của cái phone của quý vị đó, thì nó có những cái tập tin ở trong đó và những cái attachment nó cũng nằm theo luôn. Thành ra email cũng vậy đó, đúng vậy Hoài Sa. Dạ vâng, vậy là qua cái việc sử dụng phone hàng ngày từ những cái việc cơ bản nhất thì chúng ta cũng đã vô tình làm cho cái phone của mình càng ngày càng đầy lên và đúng càng rồi. bị hẹp lại cái dung lượng của mình. Vậy thì bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề làm thế nào để mà dọn dẹp bớt cái phone của mình, và mời anh Minh Tú với cái cách dọn dẹp bước đầu tiên ạ. Dạ vâng, cái cách căn bản thường thì quý vị cũng nghe nói là chúng ta vô trong cái folder chụp hình đó, cái photo, cái hình ảnh đó, chúng ta xóa đi bớt những cái video hoặc là xóa đi những cái hình mà mình chụp, phải không ạ? Thì đó chỉ là một trong những cái điển hình thôi. Tuy nhiên có một số những cái cách khác mà ở trên cái điện thoại, trong cái khoảng thời gian này thì chúng tôi đang nói về điện thoại iPhone, vì tất cả đa số là quý vị sử dụng điện thoại iPhone, thành ra mình tôi muốn chỉ ở trên điện thoại iPhone để quý vị có thể thấy cái cách nào để chúng ta có thể xóa đi những cái chương trình, và mình biết được luôn cái dung lượng của những cái hình ảnh hoặc là những cái tập tin hoặc là những cái tin nhắn đó nó sử dụng bao nhiêu. Thì đây là một cái cách mà Minh Tú muốn hướng dẫn cho quý vị. Quý vị có thể nhìn trên cái màn hình nhé. Và để vô biết được tất cả những cái thông tin đó thì chúng ta chỉ bước vào hai bước thôi. Chúng ta vào cài đặt. Nếu mà quý vị đang xài tiếng Mỹ đó thì nó gọi là settings. Và sau đó chúng ta bắt đầu đi xuống ở dưới cài đặt chung nhé. Cài đặt chung nhé. Rồi và dung lượng iPhone. Settings, General Setting và Storage, iPhone Storage. Khi mà chúng ta vào dung lượng này đó thì bắt đầu nó sẽ coi tất cả những cái thông tin ở trong cái điện thoại của mình. Nó coi những cái dung lượng nào lớn, dung lượng nào nhỏ. Và đặc biệt nhất đó là nó sẽ báo cho quý vị là những cái hình ảnh nó chiếm bao nhiêu. Và quý vị lưu ý đây là những cái hình ảnh ở trong những cái tin nhắn, chứ không phải là hình ảnh ở trong cái folder chụp hình của quý vị nha. Đây là những cái hình ảnh mà nó nghĩ rằng
những cái thông tin này không cần thiết có thể được xóa đi. Tuy nhiên, lưu ý trong cái bước này, khi mà quý vị xóa đó thì có thể những cái tin nhắn của quý vị sẽ bị mất đi những cái thông tin, những cái hình ảnh mà những người bạn gửi, thí dụ như cách đây 1 tháng hay là 2 tháng, thành ra quý vị phải vào trong đó để xem ha. Bây giờ Minh Tú sẽ vào trong cái mà nhiều nhất nè, quý vị thấy không, hiện giờ cái điện thoại của Minh Tú là có 5.5 GB, là nó chiếm khá nhiều so với một số những cái tin nhắn khác của quý vị. Rồi cái tin nhắn của Minh Tú không là đã chiếm khoảng 3.21 GB, cái nghĩa là khá nhiều tin nhắn đó quý vị. Trong những cái tin nhắn Minh Tú có những cái hình ảnh hoặc là những cái video mà bạn bè gửi hoặc là trong cái business gửi qua. Bây giờ mình vô cái phần hình ảnh trước đi nha. Minh Tú vô cái hình ảnh để Minh Tú có thể chỉ giúp quý vị khá chi tiết hơn một chút xíu. Những cái tài liệu và hình ảnh của Minh Tú là nó là 5.5 GB. Và khi mà trở lại với cái phần gọi là tin nhắn đó, thì quý vị thấy là Minh Tú có những cái tin nhắn và hình ảnh mà bây giờ nó đang list ra cái chi tiết nè. Cuộc hội thoại hàng đầu, cái nghĩa là có những cái tin nhắn mà rất là nhiều, mình sử dụng khá nhiều. Thí dụ như Minh Tú nói chuyện với gia đình trong một cái nhóm này, hoặc là những cái người business vân vân đó, thì ở trong đây nó có rất là nhiều những cái thông tin, những cái tin nhắn mà như vậy, và nó cho báo cho mình biết luôn. Và để làm sao mình xóa đi những cái thông tin này, thành ra Minh Tú sẽ chỉ lại cho quý vị bằng cách là mình vô cài đặt và cài đặt chung. Mình bấm vào dung lượng iPhone. Rồi bây giờ quý vị bắt đầu vô cái phần tin nhắn nhé. Và quý vị vô cái phần hình ảnh. Khi mà mình thấy cái nào nhiều đó, mình sẽ vô cái phần đó. Vô phần hình ảnh. Bây giờ đây là tất cả những cái hình ảnh mà người bạn của quý vị hoặc là chính quý vị gửi cho họ. Mặc dù ở trong cái folder photo quý vị đã có một số những hình này rồi, nhưng mà đây là những cái hình mà mình nhận hoặc là mình gửi đi. Thành ra quý vị có thể vào trong đó quý vị coi, ồ, những cái thông tin này nó có quan trọng hay không. Nếu mà mình thấy nó không có quan trọng, mình có thể xóa đi. Hoặc là mình đã save vô ở đâu rồi đó, mình có thể xóa đi. Thí dụ nha, Minh Tú muốn vô một cái hình này đi, nghìn ngày mấy đó. Và Minh Tú nói, ồ, cái hình này Minh Tú đã coi rồi và cũng không cần thiết phải giữ. Và Minh Tú quyết định là sẽ xóa nó đi bằng cách là nó có cái nút sửa nè. Đó, hoặc là mình gọi là select đó, tiếng Mỹ là select hoặc là delete đó quý vị. Và Minh Tú sẽ xóa cái hình hồi nãy Minh Tú muốn đã kiểm tra rồi. Hoặc là quý vị nghĩ là ô, tất cả những cái tin nhắn này không cần thiết, mình cũng có thể chọn nó và mình bấm cái nút cái thùng rác đó quý vị, cái nút delete hoặc là cái nút xóa đó, thì quý vị tất cả những cái hình ảnh nó sẽ xóa đi. Và nếu mà chúng ta càng xóa càng nhiều thì cái dung lượng của trong cái memory của chúng ta nó sẽ được tăng lên, và nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều những cái chỗ khác nữa. Là đó là một trong những cách đơn giản nhất đầu tiên để chúng ta dọn dẹp cái phone. Dạ vâng. Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ xóa đi những cái ứng dụng, một số những cái ứng dụng và nó báo cho mình biết cái ứng dụng nào quý vị chưa bao giờ sử dụng, hoặc là gần cả 6-7 tháng trở lên mình không có sử dụng. Thì xin quý vị nhìn trên màn hình cùng với một cái menu luôn nha, cài đặt, và sau đó quý vị bấm vô cài đặt chung, cũng là dung lượng iPhone luôn. Và cái menu này đó thì quý vị kéo xuống, quý vị sẽ thấy ngay tất cả một số những cái ứng dụng mà mình đã download. Đó quý vị thấy không, cái cuối cùng đó, thí dụ nha, Minh Tú sẽ mở một số những cái ứng dụng và nó nói rằng chưa bao giờ sử dụng cả. Thí dụ nha, cái Ninja Run này nè, chưa bao giờ sử dụng. Rồi trình bày chưa bao giờ sử dụng, hoặc là một số những cái khác nào. Bây giờ Minh Tú xóa cái game này đi, Ninja Run nha. Minh Tú sẽ chọn cái app đó ha. Cái nghĩa là mình select. Nó có hai cái, một cái là gỡ bỏ ứng dụng hoặc là một cái xóa ứng dụng. Nếu mà chúng ta xóa ứng dụng, cái nghĩa là chúng ta xóa hẳn 100% luôn. Nó sẽ không còn nằm ở trong máy nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị gỡ bỏ ứng dụng đó thì quý vị vẫn thấy cái ứng dụng này. Nó chỉ xóa đi cái kích cỡ ứng dụng thôi, mà nó không có xóa đi cái app nha. Thành ra cái cách này là một trong những cách mà mình tôi recommend quý vị, để chúng ta có thể tạm thời free được một số những cái dung lượng trong cái điện thoại của mình. Dạ vâng, thưa anh Minh Tú, thì có liên quan đến về cái việc mà nó tốn dung lượng trong một cái, nó chiếm dung lượng của cái máy đó. Vâng. Thì thường thường cái
cái data nào hay là những cái ứng dụng nào sẽ tốn nhiều nhất khi mà mình sử dụng cho trong cái máy của mình ạ? Ví dụ như là hình ảnh hay là một cái video hay là một cái tập tin, nó tốn nhiều nhất ạ? Câu hỏi rất là hay. Đa số đó quý vị là cái video. Video nó chiếm nhiều nhất, thành ra chúng ta vô coi, nhất là cái folder video đó, mình coi kiểm tra lại. Vậy thì khi dọn dẹp chúng ta để ý một chút xíu về cái phần video để mà dọn dẹp, delete bớt video thì chúng ta sẽ có thêm dung lượng trong máy của mình ạ. Vâng thưa quý vị, và thời lượng của phần 1 chương trình ngày hôm nay cũng xin được tạm kết thúc tại đây. Sau một vài phần tin thương mại được phát đi, chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần 2 của chương trình để chỉ cho quý vị cách thế nào để dọn dẹp cái phone của mình để có thêm dung lượng, và mong quý vị đừng rời khỏi màn ảnh của Viettel TV.